Cặp đôi LGBT từ cô dâu Vĩnh Long hóa chú rể ở Khánh Hòa hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Cặp đôi từng gây sốt mạng ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 2 năm 2022 bởi đám cưới đặc biệt khi cô dâu bỗng thành chú rể, vừa qua đã chào đón con đầu lòng. Được biết cả hai có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cặp đôi đồng giới Trần Thị Tố Băng 33 tuổi quê Vĩnh Long và Nguyễn Thị Tuyết Vân 39 tuổi quê Khánh Hòa hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh từng gây xôn xao dư luận bởi đám cưới đặc biệt cô dâu hóa chú rể hồi tháng 2 năm 2022. Tố Băng và Tuyết Vân đều từng mặc áo cô dâu và trải qua những cuộc hôn nhân với người khác giới. Tuy nhiên họ không cảm thấy hạnh phúc vì không thể sống thật với chính mình. Vượt qua định kiến, cả hai đã đến bên nhau xây dựng tổ ấm. Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, cả hai đã vô cùng hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Trong niềm vui khôn tả, Tố Băng cho biết mình và vợ đã vỡ òa khi nghe tiếng khóc của con trai chào đời. Chia sẻ với báo Thanh Niên, Băng cho biết hai vợ chồng có con nhờ vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF và đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Tố Băng cho biết bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, cả hai đến gặp một bác sĩ phụ sản có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe tư vấn, họ càng có thêm quyết tâm hiện thực hóa khát khao làm cha làm mẹ. Hành trình tìm con của cặp đôi trải qua khá nhiều giai đoạn. Tuyết Vân phải làm một số xét nghiệm để xem cơ thể có đủ điều kiện mang thai không. Sau đó cả hai tìm mẫu tinh trùng thích hợp để hoán đổi với ngân hàng tinh trùng. Chúng tôi mất 5 tháng kiểm tra 5 người để tìm ra được mẫu tinh trùng đạt chuẩn rồi đem hoán đổi, Tố Băng nói. Bác sĩ phải dùng thủ thuật cộng thêm việc vợ hơi lớn tuổi nên phải cấy phôi nhiều lần mới đậu. Băng phấn khởi tâm sự rằng lúc đầu tụi em cấy 2 phôi nhưng bị hư một phôi nên đậu được một bé trai. Thời gian dưỡng thai dài do Vân cũng lớn tuổi cũng gặp nhiều khó khăn. Thời gian làm IVF cũng rất gian nan, chích thuốc rất nhiều nhưng bằng tình yêu và quyết tâm chúng em đã thành công. Vì áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF nên người vợ phải trải qua các công đoạn kích trứng, chọc hút trứng. Mang thai khi đã lớn tuổi nên Tuyết Vân gặp không ít khó khăn, số trứng đặt yêu cầu cũng không nhiều. Tuy nhiên cả hai quyết định thử vận may, cấy và tạo phôi ngay thay vì kích trứng và hút trứng thêm lần nữa. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, chúng tôi cũng có được 2 phôi bé bỏng để cấy. Sau khi cấy phôi, Tuyết Vân phải chịu những cơn đau vô cùng mệt mỏi. 11 ngày sau đó, cô ấy thử que thì thấy liền 2 vạch. Tố Băng nhớ lại giây phút vỡ òa hạnh phúc. Bên cạnh đó, Băng cũng cho biết thêm rằng sau khi về chung một nhà, nhờ kinh nghiệm khi làm quản lý ở một số nhà hàng trước đó, nên Băng và Vân đã mở một nhà hàng Nhật ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh lập nghiệp. Dù phải vừa chăm vợ bầu vừa kinh doanh vất vả nhưng cả hai đều vô cùng hạnh phúc khi được là chính mình và có tình yêu chân thật. Biết rằng cơ hội có con với mình khó khăn hơn những người khác nên cả hai thận trọng từng chút một. Tuyết Vân hạn chế di chuyển, tuân thủ lịch khám thai định kỳ và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo chỉ định. Quá trình người vợ mang thai, hai bên gia đình đều hết lòng ủng hộ, động viên cặp đôi. Tuy nhiên một cú sốc bất ngờ ập tới đòi hỏi Thúy Vân phải bản lĩnh hơn rất nhiều. Tố Băng kể, cách đây 2,5 tháng mẹ vợ tôi đột ngột qua đời do bị nhồi máu cơ tim. Vân dù rất sốc và không muốn chấp nhận sự đau lòng nhưng vì gia đình, vì con của chúng tôi, cô ấy đã cố nén nỗi đau để chăm sóc cho thai nhi. Băng kể với báo Thanh Niên rằng cả hai vừa làm vừa chăm chút cho mầm non dần thành hình. Đến ngày 13 tháng 7 vừa qua, chúng em nhắn tin cho bác sĩ rồi đến bệnh viện khám và được chỉ định mổ. Con trai chúng em đã chào đời vào ngày hôm sau, bé nặng 3 kg, tên là Trần Kiến Văn. Nhớ lại thời khắc xúc động, Tố Băng tâm sự, vợ tôi sinh mổ nên tốn khá nhiều sức, nhìn cô ấy liệm đi trên giường bệnh tôi xúc động vô cùng, vợ đã hy sinh rất nhiều để cùng tôi xây dựng một gia đình trọn vẹn. Đến hôm sau nhìn cô ấy đau đớn xuống giường tập đi, tôi vừa xót nhưng cũng vừa cảm thấy Vân mạnh mẽ, tôi đã thức trắng 3 ngày liền vì lo lắng, vì vui mừng và vì hạnh phúc. Ngoài ra, Băng cũng tiết lộ thêm hiện tại vợ và con trai vẫn đang ở trong bệnh viện, sau khi xuất viện vợ và con sẽ về nhà ở Vĩnh Long.